Chào tất cả các bạn. Hôm nay tiếng Trung.vn sẽ hướng dẫn các bạn bài số 11 giáo trình Hán ngữ 1. Các bạn dở trang 76 đọc qua từ mới cùng mình. Quân chữ yến, ban cung sự, ban cung chảo trại gia nơ chủ lấu mấn họ chư tạo tên khoa tên khoa hao mã lính san phần sinh tử. Bây giờ các bạn chuyển về trang 75. Phần bài khóa. Chỉnh quân, chưa sư ban công sư mà. Xin hỏi, đây không phải là văn phòng không? Sự, đúng, ní chảo xoáy, bạc tìm ai? Quáng lão sư trai mà, thầy giáo vương có đấy không? Tha bú trại, ông ta không có mặt. Tha trai chia nơ, ông ta ở nhà. Tha chu nà, ông ta sống ở đâu? Tha chu sứ ba lấu, ông ta sống ở tòa nhà số 18. Chi mấn, cửa số 7. Sứ ơ khao, nhà số 12. Nín chư tao tha tự tên khoa hao mả ma. Ông có biết số điện thoại của ông ta không? Chư tao, biết. Liêu ơ san, giao lính, ba triệu sự, 623-10894. Xin diện ý, cảm ơn ông, phú khơi chị, đừng khách khí. Sau đó chúng ta quay lại phần từ mới để đặt câu. Quân là hỏi. Chỉnh quân, nín quay xịn, xin hỏi ông họ gì? Chữ yến là nhân viên. Ủa phú sư chữ yến, tôi không phải là nhân viên. Ban cung sư là văn phòng. Một trai ban cung sư nơ, tôi đang ở văn phòng đây này. Chảo là tìm, bạn tìm ai thế? Ní chảo xuấy. Chảo còn có nghĩa nữa là trả lại. Cháo nỉ ủ khoai, trả lại cho bạn 5 đồng. Chai chia là ở nhà. Tớ đang ở nhà đây này. Của chai chia nơ. Chủ là chú ngụ. Ní chu nà, bạn sống ở đâu? Hoặc ní chu chai nà. Lấu là tòa nhà. Của chu chai sứ ba lấu. Tôi sống ở tòa nhà số 18. Chi mấn, cửa số 7. Sứ ơ khảo, số nhà 12. Chư tạo là biết. Của bút chư tạo, tôi không biết. Tên khoa hao mã, số điện thoại. Ní tạo tên khoa hao mã sư tua sảo. Số điện thoại của bạn là bao nhiêu? Của tạo tên khoa hao mã sư. Lính triệu. Sư sư lính lính. Số điện thoại của tôi là 0944004400. San bẩn sinh tử là sơn bản hành tử. Của chị học san bẩn sinh tử. Tôi tên là sơn bản hành tử. Các bạn chuyển qua phần chú thích trang 76 dòng thứ 2 từ dưới lên. Chỉnh quân xin hỏi. Tha chai chia nơ. Ông ta đang ở nhà đấy. Nín là ông là ngài. Chào ông vào buổi sáng. Nín chào cho ông bình thường. Nín hào số 0 đọc là lính. Lính triệu 09 sư sư lính lính 4400 sư sư lính lính 4400. Ví dụ thế. Các bạn chuyển sang phần ngữ pháp ở trang 77. Thứ tự thành phần câu trong tiếng Trung thì nó cũng giống tiếng Việt, chủ ngữ trước, vị ngữ sau, chúng ta cũng không cần quan tâm nhiều. Ní hảo, chào bạn. Buổi truy yến hàng, tôi đi ngân hàng. Tung sứ quay ủy truy, câu vị ngữ động từ là lại câu mà thành phần vị ngữ được tạo bởi một động từ hoặc một cụm động từ. Tôi ví dụ luôn, ủa xuế xí khan ủy. Ủa là chủ ngữ, xuế xí khan ủy là vị ngữ. Thì trong cái vị ngữ đấy thì xuế xí là động từ hạt nhân và khan ủy là tân ngữ nói rõ nghĩa cho cái động từ đó thôi. Tha chư mỉ phan, cô ta ăn cơm. Của phú truy thú su quản, tôi không đi thư viện. Hao mã tú phả, cách đọc các con số thì tiếng Trung người ta đọc lần lượt từng số ra một thôi. Các bạn đọc của mình. Liêu ơ san, giao lính, ba triệu sư. Sư ba lấu, tòa nhà số 13. Sư mấn, cửa số 4. Ba khảo, nhà số 8. Trong mã số thì ơ thì phải người ta đọc số 2 là ơ chứ người ta không đọc là lẻ. Ví dụ ơ giao ơ khọ phòng 212. Các con số giống nhau thì người ta đọc từng số ra một chứ không double như tiếng Anh. Liêu liêu lính lính sư giao giao ơ khọ. Nỉ chu chỉ hao bạn sống ở nhà số mấy? Nỉ tự tên khoa hao mã sư tua sản. Trên đây là tôi vừa hướng dẫn phần ngữ pháp. Sau đây tiếng Trung.vn sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn phần bài tập ở trang 79, phần ngữ âm. Các bạn đọc cùng mình nhé. Tú su, thú su, chia su, xỉa su, treo mấn, treo rấn, bù khở, bù khựa, khở chi, bú cuộ, bù cuộ, y tiểu, ý xẹ, cha tèn, yếu tiền. Khi có chữ R đầu lưỡi các bạn cong lại thì kết thúc âm. Chu nả, chu trợ, pháng biên, háo tèn, chi sân chứ, xỉa khan chữ, tú khở huấn, thinh lưu in, thinh nhìn duyệt chua len xí truy sang tên mải tung si khan tên ỉnh khan tên sự tá hoàng chiếu thi chú chiếu san trinh xuẩy siêu phân chính mẩy ly bảo khu khoán trình pha chản trinh trị léo chỉa trung quốc xuế xí khan ủy cha chém thoán chía chân chin yểu y. Sang phần phối hợp thanh điệu. Sen sậm cu niệm can trinh trinh trụ sấm ậm sứ khẩu lém khoại mính dự nỉ mân ủa mân chảo sạc oản sạc chưa cận ti phạm chưa mở peo leng
Các bạn chuyển sang trang 80. Nhận biết và đọc chữ Hán, các bạn phải đọc và dịch cái này sang tiếng Việt cho tôi. Sau đó thì các bạn mới nhìn đáp án của tôi. Cháu lão sư tìm thầy giáo. Cháu rấn, cháu thúng xuế, cháu hứng yêu. Cháu bẩn chữ. Cháu su, cháu chia, cháu xuế xeo. Cháu treo sự, cháu sứ tháng. Cháu su sượng, cháu ban công sư. Ủa chư tạo, nì chư tạo. Tha chư tạo, tâu chư tạo. U chư tạo, chư tạo ma. Trả lời câu hỏi, các bạn đọc câu hỏi và trả lời luôn nha. Nì sư liều xuế sân ma, bú sự. Nì xuế xí sấm ma, ủa xuế xí khan vỉ. Nì chú nả, ủa chú khúng mấy lù. Y bảy ủ sư liều xăng sứ khọc. Tôi sống ở phố Hồng Mai, ngõ 156, nhà số 10. Nì chú nả, nì chú tua xảo hào, bạn sống nhà số bao nhiêu? Một chú sứ hào, tôi sống nhà số 10. Nì tạo tên khoa hào mạng sư tua xảo, số điện thoại của bạn là bao nhiêu? Một tạo tên khoa hào mạng sư, số điện thoại của tôi là Lĩnh Triều Sư San 0943, Giao Lưu Triều 169, Giao Pa Sư 184, ví dụ như thế. Hội thoại giao tiếp, các bạn đọc và dịch sang tiếng Việt cho tôi. Trang 80 đấy. Chỉnh quân, bóng lão sư trai ma, xin hỏi thầy vương có đấy không? Ta bú trại, ông ta không có mặt. Tha chay cha nơ, ông ta ở nhà rồi. Tha chu nả, ông ta sống ở đâu? Tha chu ơ mấn, ông ta sống ở cửa số 2, sứ hào, nhà số 10. Nì tạ tên khoa hao mạ, sư tô xả. Số điện thoại của bạn là bao nhiêu? Liêu ơ san, ơ liêu liêu, pa pa, 623-26688. Trang 81 thì có các cái số điện thoại quan trọng người tàu. Các bạn đọc cùng với mình nhé. Yao yao sư, yao yao triệu, yao yao lính, yao ơ lính và yao ơ yao. Trên đây tiếng Trung.vn vừa hướng dẫn các bạn xong bài số 11 của giáo trình Hán ngữ 1. Các bạn sẽ về nhà đọc qua đọc lại những cái phần mà tôi vừa mới hướng dẫn và nghe rồi luyện đi luyện lại những gì tôi vừa mới hướng dẫn. Sau đó sẽ viết một cái chủ đề về đổi tiền. Thì cái quá trình viết từ của bạn nó sẽ thành công hơn, và đồng thời cả chủ đề của mình cũng nhớ hơn. Sau này rơi vào hoàn cảnh cần phải đổi tiền chúng ta cũng sẽ đổi được. Tiếng Trung.vn chúc bạn học tiếng Trung thành công. Chào chào.